Rồi chào chị. Chị tên gì? Dạ tên Nghĩa. À chị Nghĩa. Ở nhà chị đâu? Dạ ở dưới Gò Vấp. Tuốt chứ Gò Vấp, chạy anh đây. Ồ vậy chị Nghĩa uống với em miếng trà nha. Dạ cảm ơn em. Rồi hôm nay chị Nghĩa tới đây chắc có câu chuyện tâm linh nào để kể cho em nghe đúng không? Dạ. uống đi chị. Cảm ơn em. Sao câu chuyện của chị làm sao? Chuyện của chị thì là cái hồi năm 72 á, là thời đó là chưa có giải phóng. Lâu dữ hả? Lâu dữ rồi. Nhỏ xíu là nhưng mà tới năm 75, 76 thì lúc đó trưởng thành rồi lên lớp 5 á, thì gì mới kể cho nghe thôi. Chứ từ lúc đó nhỏ thì mình đâu biết mình bị như vậy đâu. Thì lúc mà lên lớp 5 á, thì đi học về á, rồi chơi mấy cái trò chơi năm 10 á. Rồi cái gì kéo vô gì la, gì không có cho chơi. Cái mình cũng không biết tại sao gì không cho chơi trò chơi đó. Tại vì hồi đó là cái thiếu nhi đội viên này kia hay chơi với nhau á. Chơi trốn tìm này kia, cái gì vô gì la hoài, nó không được chơi, hỏi hay sao vậy gì nó. Hồi nhỏ mày bị ma giấu, cho nên giờ mày không có được chơi cái đó nữa. Ờ là hồi nhỏ là chị bị nhà bị có ma một giấu. Lần ma giấu. Nhà. Thì cái mấy hỏi ủa con bị ma giấu sao gì đó gì cả nha. Tại vì bà ngoại tới 14 người con. Má là thứ 10. Thì hồi xưa thì má hay đi làm xa làm tiếp viên hàng không cho máy bay, thành thử ra toàn không? Để con cái nhà cho bà ngoại với mấy dì giữ không đâu. Đó. Thì cho nên đến lúc mà dì kể á, dì nói là cái hồi dì đi ra chợ xong rồi mới để cho ba chị em ở trên lầu chơi, mà ở hồi đó là nhà ở ngoài Tân Định quận nhất á, đường Nguyễn Văn Mai. Ở đó thì là có cái lầu, rồi cái gì mới đi chợ là khóa cửa bên ngoài, khóa rồi để cho ba chị em trong nhà chơi. Bà chị ông anh là tới chị là Út. Thì lúc đó chỉ nhớ hình dung của mình á, là mình chơi rằng là nắp với bàn chơi trốn tìm cũng chơi cũng chơi trốn tìm cái đó nắp với bàn. Xong rồi ông anh nó dùng giải rồi quấn làm hắt cái lương hồ quảng chơi vậy đó. Cái rồi hồi tự nhiên sao mà không biết là tại sao mình bị mất tiêu. Nhưng mà đến lúc mà dì nói dì đi chợ về á, dì kêu cửa. Thì dì có mở cửa nhưng mà dì kêu mấy đứa xuống á. Thì mở cửa cái phòng ở trên lầu ra thì có ông anh với bà chị thôi. Không thấy chị đâu hết. Không thấy chị. Cái mới hỏi bà chị á, ủa con Nghĩa nó đâu rồi? Cái ông anh bà chị cũng giống như lúc đó giống như là bị cứng họng hay bị đơ gì không biết nữa. Bà dì mới nói không nói được, không nói được, không biết, chỉ lắc đầu không biết. Thế bà dì mới nói ủa ba chị em tụi bay ở trong đây mà cửa thì vẫn còn khóa bên ngoài, mà cái lan can nó cao lắm, nếu mà nhảy từ đó xuống chắc là chỉ có chết chứ không có mà sống. Ngoài Tân Định là nhà giàu không, mà khu là khu của nhân nhà giàu hồi xưa mà chế độ cũ đó. Thì vậy chứ nó đi đâu rồi tụi bay không thấy, mà cửa không có mở, ổ khóa bên ngoài, chính tay dì mở cửa để mở cho ba đứa đi ra đi xuống. Cái hai anh chị thì cứ im không biết gì hết, giống như sợ hay sao gì nói vậy. Hỏi là bắt đầu đi kiếm, bố xuôi nhà đi kiếm, kiếm quá trời luôn. Kiếm thì cái nhà cũng có giống không phải nhiều gian như vậy, nhưng mà cũng có cái cửa chính á, rồi mới tới cửa cổng. Thì dì mở cái cánh cửa ra coi đằng sau lưng cửa rồi cũng không có, tưởng trốn trong đó cũng không có. Đưa nhà tắm nhà vệ sinh đi hết rồi, mở cửa ngoài cổng thì là chính dì mở cho thằng ai nữa, cửa mà cổng ngoài đường đi vô là chính dì mở cho thằng ai vẫn còn khóa. Cái kiếm hoài không ra là coi cái hồ nước, tại hồi xưa nhà cũng có một cái hồ nước lớn lắm, rồi sợ té dưới đó đó. Thì sợ té thì nước cũng chưa có bơm đầy hay sao vẫn còn lững lững, không có luôn. Cái nhà mới toán lên rồi không biết làm sao. Thì cũng hên lúc đó là bà bạn của dì tới chơi, bà là đạo chúa. Thì bà có đeo cái dây chuyền thánh giá tên là cô Lan, dì kể vậy đó. Cũng hên đó là cô Lan có tới chơi. Thì cái đang ngồi chơi mà chính cái cửa đó hồi nãy là kiếm rồi không thấy. Thì tự nhiên cái mới ngồi nói chuyện hỏi ủa kiếm cái gì mà đi làm sùm đi kiếm tùm lum vậy á. Thì bà dì mới nói rằng là tôi kiếm con Nghĩa, Nghĩa làm sao mà nó đi đâu được ra khỏi cái nhà này. Cái bà dì mới nói cái bà bạn á đi kiếm hết chưa. Cái là cô Lan đó ha. Dạ cô Lan hỏi đi kiếm hết chưa. Nó đi kiếm hết rồi.
kiếm chứ nào kiếm đất hả? Thì cái bộ ghế salon ngay đó đi ha, thì cánh cửa ngay đây thì nó sẽ có cái kẻ đó có cái kẻ giống vậy nè. Tự nhiên cô ngồi đó cô nói chứ ai đứng ở trong đó vậy? Trời ơi, chị kể mà cũng còn. Ủa là cô Lan đã thấy, cô Lan mà mọi người không thấy, mà mọi người không thấy, mà mọi người đã mở cái cánh cửa đó rồi mà không thấy, không mà thấy. Cô Lan lại thấy thì dì nói chắc là cô Lan có cái thánh giá Chúa. Dì nói như vậy. Thì nói rằng là ai đâu mà ai, cái hồi nãy cái cửa đó tôi đã mở rồi. Chính dì Lan đó đứng lên mở cửa ra là chị đã đứng trong đó đó, đứng nhưng mà không có nói gì hết, cái miệng cứ đơ vậy. Dì diễn tả cái miệng mày cứ đơ như nè, giống như bị nhét bị nhồi cái gì trong miệng á mà không nói được. Cái dì Lan nó kêu nghĩa, kêu nghĩa nghĩa quá trời, cái mới tát cho hai bạt tay để cho giống như mình tỉnh á, tát hai cái hay là té xuống. Dì nói là lúc đó dì Lan tát mạnh lắm, tát mà tao không ngờ bà tát luôn á, tại vì không nghĩ là bà Lan sẽ tát cháu mình như vậy. Nhưng mà dì Lan cố đừng tát là để tỉnh lại đó. Thì té xuống cái là xong mình đỡ vô, thì cái ấy một hồi á lại sao nó mới tỉnh, mới hỏi con đi đâu mà con vô đó không biết cái gì luôn. Một hồi mấy anh chị á cũng súng là coi là bắt đầu giống như là nó được xuất hồn hay xuất gì không biết nữa đó. Thì dì mới nói là từ đó đi dì không có chơi chơi năm mười nữa. Không bao giờ chơi đó thì bị giấu. Đó là một cái tận nhất tới giờ, giống như mình có kinh nghiệm luôn tới bây giờ, có con có cháu gì hoặc là thấy mấy đứa nước sớm mà chơi năm mười chiều tối lại la không cho đứa nào một chơi. Một ký ức đáng nhớ lúc thật còn đáng nhỏ. Nhớ luôn, mà dì kể mình cũng không ngờ chính mình bản thân mình bị sợ vô cùng luôn. Rồi đến khi mà có gia đình á thì 26, 27 gì đó cũng có đứa con đầu rồi, nhưng mà đi làm xa ở trên quốc lộ 22 Hóc Môn á. Cái khu đó là cái khu đất của Khánh Đông, là cái bà chủ đất đó bà xây mấy cái công ty khu công nghiệp bự lắm. Khu công nghiệp. Thì hồi đó chị xin vô đó làm, thì làm công ty gọi là công ty bao bì Unitech của Thái Lan, làm kiểm hàng á. Thì cái thời điểm mà gần Tết á, nó nào ngay nha, nó chạy hàng dữ lắm, tăng ca dữ lắm. Mà công nhân trong đó thì đa phần là người của Hóc Môn, thì khi họ tăng ca trễ mấy họ về cũng là gần, chỉ có mình mỗi người dắp thôi. Mà cái thời điểm mà năm hai mấy tuổi là ở trên đó là vắng lắm, là ghê lắm. Mà cái khu công nghiệp của bả được vô ở phía trong nữa, bụi gì, bụi tre, bụi trúc gì đó nhiều lắm. Đi vô rất nó là hút trong đúng rồi. Sau này nó mới làm lại, hồi đợt rồi đi lên về Tây Ninh á thì đi ngang á thì cũng nhìn lại cái ức cũ, thì ngang thì là thấy cũng làm lại sáng sủa lại một chút. Thì cái câu chuyện này kể á chắc còn khủng khiếp hơn nữa. Không nghĩ là nghĩ luôn á, là lúc mà thường là tăng ca tới 10 giờ về thì ai nấy dọn dẹp xong xuôi là máy móc đồ đạc của mình xong về ra khỏi cửa kiểm tra thẻ này nọ cũng phải là hơn 10 giờ. Thì ra cái thời hồi đó là đi làm á là đi cái chiếc xe máy, cái xe máy DH á. Chiếc DH nhớ rồi. Thì thay vì mình về Gò Vấp, nhà ở Gò Vấp đường Dương Quảng Hàm á, hiện giờ vẫn ở đó, ở đó mấy chục năm nay rồi. Thì mình đi về Gò Vấp, đi đường thẳng đường quốc lộ 2 đi thẳng hoài tới ngã tư Sương, mình đi về hướng Chà Cầu đúng không? Thì tự nhiên cái vừa đi ra, mình nhớ không có lầm, đi ra là không có tới 100 mét đâu. Mà đường thì vắng tanh tại vì khuya rồi. Nếu ở dưới đây mình thì còn ồn ào, chứ còn dưới đó thời điểm đó là vắng tanh Tự nhiên mình nghe có giống như ai nói thoảng bên tai với Giang. Cái mình nghĩ chắc là mình thường hai người nói chuyện nhau mới nói chuyện nhau, chắc không phải đi hai người chung quá Giang. Thì mình nghĩ là con nhìn có ai không, nhìn lại ủa sao có mình đơn độc mình vậy, ai mới nói quá Giang. Mà có nghe thì tiếng nói là quá Giang. Còn những câu trước thì mình không nghe rõ, nhiều khi gió mái mình không nghe rõ. Thì vừa nghe cái câu đó xong á thì tự nhiên cái mình thấy cái cảm giác cái xe đằng sau mình giống như ai vừa lên ngồi, giống như mình đang chở ai á, vừa bước lên cái ngồi cái y xe mình nặng đi, có cảm giác cái vậy đúng ngồi ngoài sau mình đó. Nhưng mà lúc đó mình chưa có nghĩ, tại vì mình đang tìm mà đang tìm ủa ai nói chuyện mà giờ này sao nghe lớn quá. Nhìn lại thôi, nhìn tới luôn chỉ có mình lúc đó là cũng không chưa sợ gì mấy, cũng chưa sợ gì mấy nha, cứ đi. Nhưng mà tự nhiên lúc đó mình đi nha, ngộ lắm,
không biết mình lái hay người ta lái nữa, mình đội người ta đi cho nó dễ hiểu. Cứ mà cứ thế bon chạy tới chừng mà mình giống như mình tỉnh ra đó. Cảm ơn luôn. Nói có thần có thánh có liên tinh tiên ai vay chứng giám không có nói gian đi làm. Nghe tội. Rõ tiếng cảm nghe ơn. Rõ ràng tiếng cảm ơn. Thì vừa tiếng cảm ơn một cái xe mình nó nhẹ tưng luôn. Hai vai mình nó cũng nhẹ hẳn đi nha. Giống như mình được cúp bỏ được một cái gì ba lô cho người mình á. Cái xong là nhìn lên á. Em biết cái gì không? Mắt kiến Điện Biên Phủ to tổ bố luôn. Cái ủa, chỗ mà ngoài quận 3 luôn á, mới ghê chứ. Trời gần ốc nè, em gần ốc. Trời. Mà lúc mà chạy là chị chạy bon. Nhưng mà không biết là mình đi huốt nhà luôn. Đúng rồi, không biết gì hết. Chỉ biết khi mà cái câu cảm ơn một cái là tỉnh lại. Rồi nếu mình sực tỉnh lại, hai tay mình vẫn còn để ở trên tay lái. Nhưng mà mình nhìn lên thấy ủa mắt kiến Điện Biên Phủ quận 3 nhớ tới bây giờ luôn. Mỗi lần mình đi đâu ngang Điện Phủ quận 3 là thấy cái chữ mắt kiến là không bao giờ quên. Không bao giờ quên được cái câu chuyện đó. Cái nói lúc đó nghĩ một trời giờ này gần 11, 12 giờ khuya rồi mình đi đâu ra đây vậy trời, sao mình không về mình đi đâu. Nghĩ trong bụng trong đầu mình suy nghĩ như vậy á. Nhưng mà mình chưa nghĩ là mình có người âm theo. Chưa hề nghĩ. Không hề nghĩ. Thì cái tánh này nói chung á. Thứ nhất là em cũng biết cái tên Hiếu Nghĩa giống tên con trai. Rồi cái đứng cái chữ ất nữa cũng giống con trai. Thành thử ra hả. Nó có nhiều cái giống như là mạnh bạo không có biết sợ là gì á. Đó thành thử ra hả. Cơ cho qua. Nhưng mà sau này mình nghĩ mới đầu mà thấy khủng khiếp nè. Là đi về bình thường. Xong rồi một lần sau nữa cũng giấc 12 giờ mấy trưa thì đi ra, bữa đó là không có tăng ca đi ra về. Ở Hóc Môn nó có con đường Nguyễn Văn Bứa mà trong đó là có ngã ba dòng nghĩa trang của đại liệt sĩ, đâu có biết cha sinh mẹ đẻ, chỉ biết đi tới đâu làm rồi đi về, đi đến đâu và làm sao mà biết ngã ba dòng là cái gì mà không có biết ở đó là nghĩa trang nữa. Thì đi ra thì gì mình đi về từ đường Trần Văn Mười mình quẹo phải rồi đi về ngã tư Ân Sương, không tự nhiên cái xe mình tới đó cái nó quẹo cua vô trở lại, đi thẳng đi ngược lên để đi quẹo vô đường Nguyễn Văn Bứa vô nghĩa trang đó. Dạ. Thì vừa quẹo vô đó đó nha thì cũng nghe một cái tiếng quá vang. Rồi là mình cũng giống như mình cũng đồng ý để cho mình chở tới đúng ngay ngã ba dòng nghĩa trang không là rồi lúc đó là mình mới cảm nhận được là chắc là có một cái gì đó sao mà tự nhiên mình cứ phải cho những ai quá giang mà quá giang không thấy mặt thấy mũi gì hết trơn á. Tới đó là mình mới hoàn hồn lại. Tới đó là nó xuống rồi á, nhưng mà lần này không nghe tiếng cảm ơn nhưng mà nó xuống. Nó xuống nghe là cái xe của mình nó nhẹ tưng à, nó nhẹ hẳn à. Rồi lúc đó hoàn hồn lại là mình thấy ở nghĩa trang không? Thì thấy cái nghĩa trang đó, ủa? Nghĩa trang ngã ba dòng, cái mới hỏi ta, chị, bây giờ từ đây nè, mà em muốn về lại rồi dắt em đi sao? Trời xa lắm đó cô đeo lên đây vậy? Trời ơi! Nó đâu có dám nói đâu, nói chị đi lạc. Chị phải đánh một cái dòng ra hết cái chỗ nghĩa trang ngã ba dòng đó để mà đi. Nhưng mà lúc mà mình đi là mình không biết gì hết. Không biết gì luôn. Nó muốn giống như nó lái cho mình đi. Nó muốn quá giang thì nó phải chở đến địa điểm đó. Thế làm sao mà mình chỉ là đứng mình về có cái mình chạy thôi. Nhưng mà cái hồn là đó, mình không nghĩ phải là mình như vậy đó. Mà không bị đụng xe nha. Không bị tì vết một cái gì hết. Đó là một cái chốt. Cái chốt thứ ba nữa là khi mà con gái nó cũng lớn rồi. Nhỏ lớn á. Thì cái năm đó nó cũng 18, 19 tuổi á. Thì cũng là nhiều người ta nói đi coi bói này kia đó. Người ta chỉ xuống Phan Nhân Trị. Phan Trị vô cái, chưa tới chợ Phan Trị nó có một cái hẻm, nó có cái bà thầy đó gọi là cốt cậu ba nhập vô bả. Nói con coi đi, để con coi công việc hôn nhân kia, coi có thành với cái người đó không, có tốt, có đàng hoàng không á. Để cho nó coi trước đi. Nó coi trước xong xuôi rồi, bà cứ nhìn mình hoài à. Cái bà thầy á, bà cứ ngồi nhìn mình ngồi sau lưng nó. Mà bà coi nó mà bà cứ nhìn mình. Mình cũng đâu biết gì đâu, thì cứ mình thì cứ ngồi lắng nghe coi, tại vì con thì nhiều khi nó mới đi lần đầu nó không có nhớ hết những lời người ta dặn. Mình muốn mình đi để mình nghe nó, mình nhắc nhở nó có những gì ngày nào kiêng ngày nào lành á. Thì mình đang nghe thì bà cứ nhìn cái xong rồi nhỏ xong xuôi nó xong rồi người kế tiếp muốn thăm vọng đi. Nhà chị. Người tới tiếp thì mình mới vừa lết vô. Ngồi xếp bằng lại. Chưa kịp xào bài nha. Em biết
bà nói một câu sao? Đi đâu mà nhấn bậy con nít vậy? Cái nhìn lại, ủa? Đâu có ai đâu, lúc đó người ta dặn đừng có kêu bằng gì, chỉ kêu bằng cậu ba thôi. Tại con bán nhập với bà hồi nhỏ. Dạ đâu có dẫn ai đâu cậu ba, đi với mình nhỏ gái. Làm sao mà nó dám vô? Bà nói vậy đó. Đứng ngoài kia kìa, cũng chiếc cửa tôi kìa, dàn hàng ngang kìa. Trời ơi, lúc bà nói xong ha, nó dai góc gì nó nổ lên, sợ vô cùng luôn. Hỏi vậy là sao, hỏi cậu ba. Thế lúc đó hình như cậu ba nhặt thiệt, nói tiếng con nít luôn. Cậu ba nói bằng tiếng con nít luôn. Nó chết sông, chết núi, nó chết đuối nè, nó chết xe nè, nó đói, nó khát, nó theo. Mỗi một lời bà nói, mình nói lại mình vẫn còn nổi da gà nè, thấy không? Nó theo nữ, nhưng mà không có hại. Nó cứu nữ, đúng không? Cái hỏi cứu như sao vậy hả cậu ba? Nữ á, xém lăn ở dưới xe 8 vòng cũng chưa chết. Nó làm hàng rào âm binh cản. Nữ không sao, mà người ta bị. Mà thiệt đúng. Thì thầy thì em cũng biết là trên quốc lộ 2 là xe lớn không à. Mà mình đi về đó, là đi làm á, rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Thì kỳ đó là đang bắt đầu, nó có con đường dài lắm đúng không? Mình đang đi vậy nè, tự nhiên cái ông đó, ông trên cái dốc của ông cao lắm, mà cái đuôi xe của ông chở cho một đống hàng luôn. Một đống hàng, ông từ trên ông lao xuống, thay vì người ta thắng rà đi, không biết ông mất trớn hay là sao không biết. Ông nhào xuống một cái, tự nhiên lúc đó rõ ràng nếu mà mình, lúc đó mình nghĩ nếu mà theo như thầy nói, cái cô cậu ba nói, không có âm binh chắc là mình nằm thiệt luôn á. Ông lao xuống một cái là mình quảng hồn, tự nhiên cái giống như cái xe mình có ai bẻ lái giùm bao nhiêu lời mình tay phải mình đây để cái ầm xuống đó, thì cái dạng bởi vì bảo mới nói một câu á, nó theo, nó phù hộ cho cô, nó cứu cô, chứ không thôi là cô lăn 8 vòng rồi mà cô bị đụng xe hoài mà thiệt, trên người tai nạn không mà. Nhưng mà không sao, không sao hết, cô... không chết. Thì đây là nó đói thôi, cô về cô cúng mâm cơm này kia, nói cậu ba ơi, nhà con, con thì đạo Phật nhưng mà thấy lấy chồng theo đạo Chúa, không dám cúng, cúng cái bị chửi chết. Thì giờ làm sao, nói bây giờ nếu không cúng được á, thì đem lên đây tôi cúng cho giải hạn cho nó đi, tôi đem nhốt hết vô cái bà nói cái gì hồ lô của bà đó, đem lên chùa tôi ấy cho, để mà nó đừng có theo phá nữ nữa. Nó cái này nó, tôi nói thiệt nó không có hại, những cái âm này nó không có hại, nhưng mà tôi dặn nữ sau này á, tránh cái 12 giờ đi ngang mấy cái nghĩa trang, tại nữ dễ hợp vía mấy người này lắm. Nói cái khiếp không? Rồi nữ cũng phải tránh nước, sông nước, vì cái đứa mà nó bị chết đuối á, nó thương nữ lắm, nó theo hoài à, nó không có dứt. Mà nữ mà đi nước là coi chừng nó kéo theo. Trời ơi, nhỏ con gái nó ngon mà nó sợ xanh mặt luôn. Rồi bả xêu vào nhỏ con gái á, nè, canh chừng mẹ, đừng cho mẹ đi đâu qua đêm. Có ngày nó dẫn mẹ đi luôn. Khi đó nó dẫn đi tới Điện Biên Phủ rồi đó thầy. Ông bá biết luôn á. Đi tới Điện Biên Phủ luôn đó. Bá biết luôn mà cái giúp đó là mình chưa đi coi bả nha. Mà bà biết luôn. Mà bà biết luôn á. Là bà chỉ nói rằng là nó dẫn mẹ đi luôn đó nha. Nhớ mà đừng để mẹ đi qua đêm, đừng để mẹ đi khuya. 12 giờ trưa làm ơn đừng đi ra nghĩa địa giùm tôi. Rồi nói xong thiệt nó sợ luôn, rồi dặn là bây giờ thôi nếu mà nhà có đạo không cúng được á, ngại anh em chị em chồng thấy rồi nói gì nọ thì thôi 200 ngàn rồi mâm quả trái cây đem bên đây tôi cúng cho, để giải cho mấy cái đó nó đừng theo, xui cho mình qua ngày mốt mình đem lên. Thì bả đi dọn mất tiêu về Long An, tại vì cái chỗ đó người ta đông quá, công an nó đừng bác phải dọn đi, mình không biết đâu, người ta cũng không biết bả đâu, chỉ biết bả về Long An. Mà hiện giờ Long An rất là nổi, có người rất nổi, mà không biết có phải bả không, mà bây giờ cuộc sống kinh tế làm ăn mình không có thể mà đi theo kiếm được nữa, rồi phải chấp nhận. Rồi hiện bây giờ ở nhà một mình, chồng đi làm, mấy đứa con đi làm hết rồi, ở nhà một mình không có ai á, cửa bếp cũng đóng, đang ngồi, nhiều khi đang ngồi làm cái công chuyện gì á, mệt hả? Không, tiếng thở nghe ngoài sau, thở thở, có khi thì đang ngồi phát vào một cái bóng, cái mình quay lại nhìn, mà nó ủa đi làm chơi nó có ai đâu, sực nhớ ra con mình là hết đâu nha, cái mình nó phát vào, sợt qua vai mình cái, còn không mình ấy tiếng thở dài. Cái mới vô mới thắp nhang, mới nói là bố mẹ chồng á, bây giờ là má ruột á, bàn thờ á,
người vong linh là có ai Phật ý gì con những gì thì thôi phù hộ cho con, đừng để con phải sợ vì con bệnh tim, để con sợ hoài vậy con không có sống nổi được kia, thì phù hộ cho nhà con được ấm trên dưới này kia chứ đừng có chuyện gì. Thắp nhang xong im im được chút, mới cách đây 2-3 ngày cũng vậy nè, bây giờ ta sửa hết rồi, nhà mình là thấp nhất, nhà cấp 4 mà thấp nhất rồi, thì bây giờ là nó chủng, cho nên phải để cái miếng giống như là cái bậc thang á đi lên làm bằng miếng gỗ, mà mỗi một lần mình đi lên miếng gỗ hoặc đi lên hoặc đi xuống sẽ nghe cạch cạch, ha đúng không? Không có ai á, cũng đang ngồi trước đang ngồi lựa lựa đồ này kia, nhắm cái tiếng bước chân vừa bước xuống cái miếng gỗ hết, lá hồi nghe cái sợ thiệt, sợ nhưng mà ban ngày á em tin không phải mở đèn luôn, tại mình hà tiện điện nhà sợ. Sợ ở nhà mình hà tiện điện lắm mà giờ phải mở đèn, tại vì cái chỗ cái phòng đó đó là để đi lên xuống nhà bếp là nó tối, nên bây giờ phải mở đèn luôn, nó mức độ vậy luôn, nó vẫn theo chứ nó không có bỏ mình, nhưng mà nó không có hại, nó không có hại gì mình hết, nó che chở cho mình tai qua nặng khỏi. Còn có lần á, tại vì mỗi buổi sáng á là mình phải dậy sớm 4 giờ nấu ăn cho ông xã đem đi làm với nhỏ gái đem đi làm. Có bữa nào mà ngủ quên nha, ý như rằng giống như ai kéo cái chân mình dậy, nghe cái chữ dậy kêu cái chân mình ngón cái giật một cái đó là mình giật mình dậy liền, giật mình dậy mình mở mồm ra tưởng nhỏ gái nó kêu, mở ra nó còn ngáy khò khò trong phòng đó, nhìn lại có mình là mình biết có người nhắc nhở mình dậy. Hay vậy đó. Thành ra nói chung là mình vừa có cái sợ mà vừa cũng có cái giống như là mình cảm ơn. Nhắc nhở mình. Rồi phía đằng trước nhà lúc trước á thì có cho cái chị mà bán đồ chơi á, để mà cái xe đạp chỉ bán đồ chơi này kia chỉ che lủng lẳng á, đậu trong nhà buổi mỗi buổi tối, còn ban ngày chỉ đi bán dạo đâu không biết. Nhưng mà tối thì chỉ để nhờ. Thì giống như cái giường đó, cái giường của chị hay nằm ngay đó, thì trong đây là cái bàn thờ ông bà, thì nó có một cái cửa kiến này nè, ngang ngang là có cái màn kéo xuống, thì cái chị xe đạp ở đó chỉ để cái đít xe hướng vô cái bàn thờ, cái đầu xe ra ngoài, tại vì khi chỉ đi bán về thì chỉ quay cái đầu xe ra ngoài lần nữa thôi, mất ban ngày chỉ tới lấy đi cho nó dễ. Thì mình cũng nghĩ đơn giản vậy thôi. Còn mé bên đây thì mình cũng cho cái anh taxi gì ráp á, anh để một tháng mình kiếm thêm thu nhập. Thì còn chừa cho đó chị chỉ mừng quá đi, tại phía trong của chỗ chị nó bị nước nó ngập không có chỗ để, chị để chúng chưa được một tháng cái chị xin mà chị nói hả, chị nói thấy ghê lắm kìa, chị hối hả, chị ơi chị đừng buồn, em lỡ đưa chị đặt cọc một tháng rồi chị cho em lấy lại, hối sao vậy, sao em không gửi nhà chị nữa đâu, ủa nhà chị đâu có làm gì em đâu mà sao không gửi, em cứ đi ra vô bình thường mà, tối chị vẫn thức canh cửa em bán giờ trễ giờ nào chị cũng canh cửa mở cho em mà, có khi bái bán 10 giờ rửa bán chỗ công viên á, thì mới nói ủa nhà chị đâu có làm em đâu, em để thoải mái đâu có làm em đâu mà sao em không gửi nữa, thôi em dám gửi nó đâu chị ơi, em sợ lắm. Ủa em nói sợ là sao, nhà chị có mình chị hà, chồng con chị đi làm hết mà xe em để yên nguyên đâu có ai đụng chạm, có nhiều khi mình mua đồ chơi giùm bả cho thằng cháu ngoại nữa, mà em nói vậy là sao. Cái bả nói cái này em nói thiệt cái chị nha, cái bả người Bắc nha, Bắc gốc luôn á. Bà ngồi xuống bà nắm tay, ngồi cái giường cái bố chị hay nằm đó. Cái tự nhiên cái bà nói vậy nè, chị biết không, từ hồi em gửi nhà chị giờ không có đêm nào ngủ được, em cứ bị dựng đầu vậy hoài. Em nói vậy nè. Em nói vậy sao chị không hiểu. Tự nhiên em gửi xe nhà chị mà em không ngủ được, em bị dựng đầu, ai dựng đầu em. Em nói thiệt xin lỗi chị chứ, em bị gần hơn nửa tháng nay rồi, em không ngủ được. Rồi hôm bữa tình cờ bữa đó không có chị ở nhà, chồng chị mở cửa cho em lấy xe, thì vô tình cái màn á ổng dán qua thì bả mới thấy cái bàn thờ. Bả mới thấy cái bàn thờ, còn bình thường là kéo cái màn xuống và còn cái cửa kiến đóng vô thôi, còn cái màn cái xuống thì để đi ra vô để cho người ta khỏi nhìn vô nhà mình á. Thì bữa đó vô tình á ông xã chị dán cái màn qua thì vô tình em mới thấy cái bàn thờ. Và từ đó đi chị biết hả, em về em bạn ông xã em không gửi nữa. Cái bây giờ em nói thiệt cho chị biết đi, vụ gì là em ngủ không được, em nghe có người nói rõ ràng dựng đầu em dậy, hết chỗ để cái đất vô mặt người ta.
Khủng khiếp luôn. Không ngờ nhà mình như vậy luôn á. Không ngờ luôn á. Cái trời ơi, chị biết không, em bị như vậy mấy lần luôn á. Cái bị dựng đầu vậy, trả chỗ, không có cho để đây nữa, trả chỗ mà cứ kêu em như vậy, trả chỗ đi. Hết chỗ để rồi, để đích như mặt người ta. Mà em đâu có biết nhà chị đích như mặt là gì, em đâu không, em không có biết luôn. Không đâu ngủ, nếu một gần một tháng trời em gửi xe chị đúng là em không ngủ được. Thì nhờ cái bữa đó chồng chị dán cái mà em mới thấy cái bàn thờ. À thì ra là cái đích xe bảo quay cái bàn thờ. Khiếp không? Cái là tự nhiên cái mình mất mối quan mạng luôn. Cái nói vậy giờ, à không, bác xin thôi chị cho xe taxi qua đây đi, cho em qua đây. À đổi chỗ. Tại vì gửi ngoài mắc quá. Gửi ngoài tới 500-600 ngàn. Mà ở đây mình rẻ, vừa mát mẻ mà sạch sẽ, mà vừa không có nắng xe, vừa không hư đồ chơi. Còn người gửi mấy chỗ kia vừa hư đồ chơi, không có chỗ che nè, nước ngập. Thì đây quá rẻ. Tại cái bên đây chị á, là nó vướng cái toilet hồi xưa cho cô giáo mướn đi dạy học mấy đứa nhỏ. Cho đi toilet cho gần, thì làm sao taxi quẹo vô được. Còn bên đây chống để cho taxi nó vô. Còn em để thôi, chứ giờ chị không có thể mà theo ý em được. Em gửi thì chị kiếm thêm thu nhập. Nhưng mà giờ nếu em nói vậy thôi, chị cũng không có thể nào theo ý em được. Bà nói thôi, thà bà chấp nhận bà không gửi. Bà nói sợ. Không cho bà gửi bên đây thôi, cái bà không để bên đó nữa. Sợ. Chị nó nói là bây giờ em quay đầu lại. Đó, đừng quay đích. Bà không chịu luôn, bà sợ rồi. Bà sợ, bà nói bà mất gần tháng trời không ngủ được luôn. Khiếp vậy á. Bà nói là mới bà về rồi, mới nói ông xã nói. Ui, người Bắc mà. Bà cứ vớ vẩn tin gì đoan gì. Nhưng mà cũng hồi đó giờ nói thực tế cũng chưa bao giờ dám kể cho ông nghe cái vụ này, tại ông có tin dị đoan. Ông đợi Chúa gốc. Thành ra không có tin dị đoan, mình cũng không muốn kể, còn mình là thuộc về bên Phật. Gia đình họ ngoại là bên Phật, thành ra cái tâm linh của mình nó nặng lắm. Rất là tin, mà không phải là tin gọi là tin ngu muội này kia bậy bạ. Nhưng mình đức tin của mình đó, đức tin của mình là tin thì có linh, có thần, có thánh. Chứ không phải mình tin để mà mê muội này nọ. Thì mình không chưa bao giờ kể cho ông nghe là mình hồi xưa bị ma giấu gì, không có kể, chỉ có kể cho con gái lớn nghe thôi. Nói chung là mấy cái chuyện vậy nên giờ ớn lắm. Giờ sợ đúng không? Ha, theo em nha, thì cái câu chuyện của chị á cũng rất là hay và thú vị. Nhưng mà chị đừng sợ nữa, chị nên mừng đi. Như bà thầy đó nói là họ đi theo họ độ chị. Có thể là bà con hay là con cháu ở trong nhà, đúng không? Còn theo chị mà hồi nãy chị nhắc cái chiếc xe đó, chị đừng có nghĩ là bé đó, những cái dông của nít đó là đi xe, nó nhỏ sao nó chạy xe. Có thể là người ta, họ là cái dông linh, cái nhà họ ở đó, họ nhờ đi về cho họ, cũng rất cảm ơn chị. Rồi xong, có một số người, người ta muốn, tại vì đã có người có gian rồi thì người sau cũng có gian được, thì tới cái nghĩa địa đó người ta cho có gian. Những cái ơn đó người ta đi theo có thể là độ chị. Còn như bà thầy nói là có mấy đứa nít, thì á, nhiều khi những cái dông đó là con cháu trong nhà hay đâu đó, nó đi theo. Nhưng mà nhà của chị á, gia đình á, ông xã đó là của chị là đạo Công giáo, thì họ không tin, thì chị không dám cúng kiến gì đó. Nhưng mà bây giờ chị đem lên chùa cúng không mà. Chị đem lên chùa, chị nói với sư thầy đặt tên cho nó. Đặt tên cho nó tự động nó đi à. À, kỳ đó đem lên chùa, người ta chỉ lên cái chùa, không phải cái chùa mà là cái miếu của cái bà thầy trên chợ bến xe miền Tây á. Là bà chuyên môn cúng cho các vong linh khuất mặt khuất mày, những người mà bỏ con bỏ cái á, thì cũng nghe lời đi lên đó nặng cho mấy cái vong này nè. Bây giờ không đưa bà kia được thì giờ lỡ mua đồ rồi, người ta chỉ lên đó thì không, nhưng mà lúc đó thì không có biết, kêu đặt tên, chỉ nói là thầy ơi, sư bà ơi, sư bà cúng giùm cho con mấy cái vong này, nó cứ theo con vậy đó. Bây giờ con không biết đường nào để đưa lên cúng thôi, thầy bà sư bà cúng giùm con. Nhưng mà chưa có biết vụ kêu đặt tên. Nếu mà lên chùa, nếu mà coi lên chùa thì phải đặt tên. Đặt tên là nó cứ giống như bây giờ mình đi gửi con ở trong nhà trẻ đi, chị lỡ chị không nói tên sao người ta nhận? Con thì trên diễn người ta mới nhận chứ. Chị lỡ đâu cho tôi gửi con đi, ủa chị con tên gì, người ta vô danh sách người ta mới nhận chứ. Thì gửi con người ta mới nhận được. Đặt tên cho đó thì ở đó luôn, để cho nó có thể nghe kinh nghe kệ, có thể là đi đầu thai kiếp khác về cõi Phật quốc sao. Còn ở trong nhà chị, nếu mà người có những gì là ông bà ở trong nhà phù hộ cho mình thì cũng nghĩ là đó vậy. Thì nếu mà như đạo Công giáo không tin, nhưng mà mình chỉ có cái đức tin đó, chị không cần là phải thắp nhang thắp gì hết, chỉ có chén cơm chị dọn cơm lên, phải không? Thí dụ không có ông xã sợ ông xã thì dọn cơm chị để đó, mời ăn cơm chị dọn cơm với con.
thì sư bà cũng có dặn giống như em nói vậy đó. Cho nên cái lúc sau này ăn cái gì á, bất cứ đi ăn ngoài đường cũng vậy, chị cũng để đũa đó, nhưng mà không có ăn liền. Rồi cũng khấn trong lòng giống như ngồi hồi không có ai để ý á, ngồi khấn là để mình ta dặn đó. Đó thì chị mời vậy đó. Nhiều khi nhờ có làm vậy. Thầy đúng nói rồi, con đừng có cúng, cái tâm của con có hướng về họ là đúng được rồi. Chỉ cần con không cần cúng nữa. Rồi trong ăn trong đầu mình suy nghĩ thôi, trong đầu mình suy nghĩ là họ nghe được hết à. Suy nghĩ là được hết. Hả? Rồi, cảm ơn chị Nghĩa nha, uống miếng trà đi. Trời, kể một câu chuyện nghe cũng từ lúc mà còn nhỏ tới bây giờ. À, rồi, cảm ơn chị Nghĩa nha. Nha.